Rồi hello anh em, đến với cái video tuần mới của Shop CKT nhá. Hôm nay tiếp tục về rất là nhiều hàng phục vụ anh em đây. Và như anh em thấy ở đây thì khay nhựa lại có hàng anh em nhá. Hôm trước nó hết hàng rất là nhanh luôn, nên là hôm nay anh em cũng phải chốt rất là nhanh luôn anh em nhá. Hôm nay shop về được khoảng tầm 300 mấy cái thôi. Đó mà combo bán một lần là 5 cái rồi. Đây, hàng thì cực kỳ xịn luôn. Nó sản xuất cho mấy cái hãng lớn như là Lidec với lại Panasonic anh em nhé. Khay lớn, nhựa dẻo, xài cực kỳ ngon. Đây, đây này, nó sản xuất cho hãng Lidec với lại Panasonic anh em nhé. Đó, khay nhựa mềm dẻo, cực kỳ chất lượng, có quai sắc. Mày lấy cái nắp đậy lên cho anh em. Lô này về đẹp hơn lô trước anh em nhé, mới hơn. Đó, tiện chưa? Để ngoài trời chống nước thoải mái anh em nhé. Nó lắp rất dẻo, kích thước lớn, đó kích thước cho anh em rồi báo giá anh em luôn. Lần này thì shop sẽ báo luôn cả tiền ship của khay nhựa luôn, cho anh em một cái gói bao ship cho anh em dễ lấy, khỏi phải lăn tăn. Ngang 32 rồi, dài 45, anh em lấy về chiều cao 16 lận. Đựng đồ nghề, đựng linh kiện, đựng được rất nhiều thứ đồ dùng gia đình nhá. Thì lần trước nó bị nhiều cái vấn đề về phí ship, có anh em nhận về thì phí ship nó hơi cao. Đó nên hôm nay thì shop sẽ cho anh em một cái gói trọn gói luôn, là combo 5 cái nha. Mạnh đếm ra đúng 5 cái cho anh em. Là shop bán hôm nay cho anh em bao ship luôn đó, là 290.000. Đó, như vậy cho nó dễ. Được chưa? Đấy, 5 cái, 5 cái nắp luôn là 290. Lần trước chốt phí ship với anh em nó hơi mệt mỏi vì cái tiền phí ship. Đây, 5 cái anh em nhìn này, nó rất là cồng kềnh nha. Đó, nên là lần này shop sẽ bao ship cho anh em với cái mức giá 290. Tính ra thì về tới tay anh em cũng chưa đến 50.000 một cái, mà khay nhựa lớn thế này, hàng xịn nha. Mời anh em lên đơn để shop chuyển qua cái sản phẩm khác. Hôm nay nhiều đồ mới lắm anh em nhá. Đây anh em ơi, cái sản phẩm tiếp theo thì hôm nay shop có một cái lô công tắc 4 chân, hàng cực kỳ xịn cho anh em về chế cháo nhá. Đây, anh em nhìn cái chất nhựa của nó này, mà đặc biệt là giá lại cân ký nữa. Đây anh em nhé, ở đây thông số của nó ghi là 250V này. Để lấy nét cho anh em xem. Đây anh em thấy không, 8A. Tức là con này nó cũng ampere nó lớn đấy, 250V mà 8A là nó tải tầm cỡ 1.500 đến 2.000W đó. Mà nó có 4 chân anh em nhé. Đó, anh em có thể đấu làm công tắc đèn này. Công tắc này nó tắt một lần 2 giây luôn, 4 chân mà, mình muốn tắt 1 giây thì anh em bỏ đi anh em đấu thôi. Kích thước lớn anh em nhá. Đây này, size lớn này. Mạnh đo sơ qua kích thước cho anh em thấy. Làm công tắc, tắt mở máy bơm, tắt mở đèn 3 phân vuông ấy. Tắt mở thiết bị, rất là nhiều công việc. Cái này nó sử dụng đa năng anh em nhá. Tối đa 250V, anh em đấu xài cho hệ 12V cũng được, 24V cũng được. Nó chỉ là công tắc thôi mà, 110 cũng được, 220 cũng được, đa năng luôn. Giá thì anh shop bán cân ký, nhưng mà sẽ báo số lượng sơ qua cho anh em biết. Đây nhá, một cái hộp này á, là nó chỉ nặng con nửa ký thôi. Mạnh lấy một hộp ra đi. Đây này, cả một cái hộp này anh em thấy không, nó chỉ tầm nửa ký thôi. Đó, và nửa ký thì sẽ được đâu đó khoảng 50 viên. Khoảng thôi anh em nhá, từ 40 đến 50 cái, không biết chính xác. Đây, nguyên cái hộp này là 50 cái rồi anh em này. Đó, thì có gì shop cứ cân ký cho anh em đủ nửa ký thôi, là 80.000. 0.5, nửa ký là 80, được từ 40 đến 50 cái anh em nhé. Đó, không tính hộp, shop chỉ cân công tác thôi. Đó, thì tính ra anh em mua còn chắc chỉ tầm hơn 1.000 đồng trên một cái thôi, lấy về dùng dần rất là nhiều công việc nha. Đây anh em ơi, thì hôm nay mình về được cái đèn led năng lượng mặt trời anh em nhé. Đèn led năng lượng mặt trời, cái đèn này nó gọi là cái đèn led đom đóm đó anh em. Đây, những cái mắt led của nó thì ở đây thì nó rất là nhỏ thôi anh em nhá. Mắt led rất là nhỏ và công suất của nó cũng rất là nhỏ, nhưng mà nó rất là sáng anh em nhá. Chút xíu nữa mình sẽ cho anh em xem nó sáng ở trong cái khi mà trời tối xuống. Đây, đặc biệt cái này nó là cảm biến anh em ạ. Khi mà tấm pin này nó mình úp nó lại thì mình mô phỏng nó là trời tối nhá. Đó, khi mà cái tấm pin này mà nó ngửa lên sáng như thế này, đó là nó đang sạc vào pin đó. Nó đang sạc cái năng lượng vào pin, là đồng thời cái đèn này nó tự tắt, tức là nó cảm biến luôn anh em nhé. Đây, khi mà nó tối đây, mình úp nó xuống này, tối là nó tự sáng này.
Đây, bên này của nó thì nó có điều chỉnh chế độ nháy này anh em nhá. Đó, nháy các kiểu luôn ở đây luôn anh em nhá. Đó, đổi màu nháy. Đó, cái này anh em mà về anh em quấn cây trang trí như cây đào, cây mai, vân vân anh em nhá. Buổi tối thì nó rất là đẹp anh em ạ. Và đặc biệt là anh em không phải lo đến cái mức mà như là điện đóm dây dọa loằng ngoằng. Đó, mà đặc biệt là anh em quấn vào cây này anh em có thể giấu nó đi được, giống như kiểu một cái đèn led tàng hình đó anh em. Đó, anh em chỉ có hướng cái tấm pin này ra ngoài mặt trời thôi để cho nó sạc pin. Với cái những cái mắt led nhỏ như thế này thì hoàn toàn cái tấm pin này, cái quả pin này nó chạy xuyên suốt cả một đêm, anh em không lo gì về vấn đề của cái điện anh em nhá. Nó chạy rất là lâu anh em ạ, rất là bền, quả pin này cũng khá nặng. Đây, cái cuộn này của nó là cuộn hơn 300 mắt led, nó dài hơn 30 mét thì nó thì tấm pin nó bự hơn. Ngoài ra thì nó còn cho anh em thêm một cái cây, cái chỗ cắm này để anh em gài vào cái tấm pin này, anh em đỡ lên treo ra hướng ánh sáng. Đó, còn đây là cái tấm pin của cái thằng mà 10 mét, 12 mét là 100 mắt led đó. Thì cái tấm pin này nó nhỏ hơn chút nha anh em nhá. Nó bao cho anh em chạy suốt cả một đêm. Thậm chí là nó cả nó chạy suốt 24 tiếng. Đó, cái đèn này chưa hết. Nó cảm biến rất là nhạy, anh em thấy đâu. Đó. Rồi anh em nhá. Đây còn cái chỉnh chế độ tắt bật thì ở đây, còn chỉnh chế độ nháy thì ở đây. Đó anh em nhá. Và mình test cho anh em xem cái khả năng chống nước của cái dây này anh em nhá. Tấm pin thì cũng thoải mái rồi, tấm pin này thì ngoài trời thoải mái. Đây, cái dây led mình thả nó vào cả một trong một cái chậu nước. Đó, nó vẫn nháy vào ca nước vẫn nháy bình thường. Đó, còn cái tấm pin năng lượng mặt trời này người ta cũng đã thiết kế ở bên ngoài để anh em cho anh em sử dụng bên ngoài trời rồi anh em nhá. Nên anh em có thể yên tâm nhá. Đó. Đó, khi trời tối đó đèn led sáng. Đây anh em ơi, đây mình cho vào một cái phòng nó hơi tối một chút thôi anh em nhá. Nó hơi tối một chút này anh em đã thấy nó kiểu nó sáng đã đẹp như này rồi. Đó, khi anh em quấn lên cây thì nó rất là đẹp anh em nhá. Đó, cái mắt led nhỏ này tiết kiệm rất nhiều điện, tức là nó không có hao bao nhiêu điện ấy. Chạy cả đêm cũng nó cứ nhấp nháy như thế cả đêm luôn. Đó, cái này anh em trang trí những cây mai, cây đào, cây tắc buổi tối hoặc thậm chí là những cái cây lớn, cây thông thì rất là đẹp anh em ạ. Đó, mà lại rất là tiện lợi. Đây, cái phần này là cái phần mod điều chỉnh đây. Độ nháy này, muốn nháy này, nháy, đó, nháy kiểu tơ chậm này. Mình mod cái nữa này. Đó, nó nháy kiểu sáng từ từ. Mod một cái nữa là chớp theo kiểu nháy nhiều lần. Đó, rất là cơ động anh em nhá. Mod cái nữa. Đó là kêu đứng kiểu đứng thẳng luôn, bảy màu. Đó, một cái nữa là bắt đầu nháy. Đó, anh em thích cái kiểu nháy nào thì anh em cứ nhấn cái mod. Còn cái tấm pin này anh em cứ ngửa lên trên. Khi mà trời tối thì tấm pin này nó cũng tối rồi, nó vẫn sáng bình thường. Nhưng khi có ánh nắng mặt trời rọi vào đây là đồng thời đèn nó tự ngắt, nó tự tắt và đồng thời nó sạc pin vào đây. Tối hôm sau nó lại sáng tiếp anh em nhá. Rồi, rất là tiện lợi, không phải dây dợ gì lằng nhằng. Rồi mình báo giá luôn cái cuộn 300 mắt led 30m này thì giá của nó là 190.000. Còn cái cuộn nó cũng như thế này nhưng mà nó là chỉ cái tấm pin nhỏ hơn là 10m, vừa nãy 12m ấy, mình 100 mắt led ấy, mình vừa hướng dẫn chỉ cho anh em đó. Thì giá của nó là 110.000 anh em nhá. Anh em nào mua cái gói nào thì báo cho shop là được rồi nhá. Đây anh em ơi, hôm nay thì shop về thêm hàng lưỡi đục tuyển chọn anh em nhá. Lô này cực kỳ đẹp luôn, anh em nhìn này, nó sáng. Mà đặc biệt là hôm nay có shop sẽ bán một bộ 10 cây cho anh em luôn, chứ không bán cân ký nữa mà bán lựa cho anh em luôn nhá. Ở đây shop đã phân loại ra rồi, có tổng cộng là 10 size khác nhau. À, 9 size đúng không? 9 size cho 10 cây lưỡi đục. Đây anh em nhìn này, anh em nhìn cho anh em xem tất cả, lướt qua cái lô hàng cho anh em xem cái độ sáng đẹp của nó này. Chỗ này nó tối có phải soi đèn anh em ạ. Đây, có đủ hàng cho anh em luôn nhá. Đây, đến từ các thương hiệu nổi tiếng anh em nhìn này, Stanley đó, iWin, anh em thấy không, lưỡi đục thép trắng anh em nhá. Này, cực kỳ sáng đẹp, sắc bén. Nói chung là một số cái lưỡi thì do vận chuyển nó bị răm răm nhẹ chút, thì anh em về nói chung là để mà xài thì anh em chỉ cần liếc nhẹ lại đá mài nhá là xài siêu bén luôn. Anh em sử dụng để đục gỗ này, rồi làm dao tiện, dao gọt xeo pin này, rồi là đục lũa các kiểu luôn. Nói chung là anh em về chỉ cần lên cho nó thêm cái cán là xong rồi đó. Một set 10 cây thì trong đó anh em sẽ có này 8 ly này. Đúng mạnh, cái này 8 ly đúng không? Thế ghi nhỉ? Cái này là 6 ly. 6 ly này, 10 ly này, 13 ly. 13 sẽ có 2 cây anh em nhá.
16 19 19 25 32 38 và cây to nhất này nó khoảng 40 mấy đó. Nó có một số cây thì nó 50, không 50 cây đấy, 50. Cây này siêu to luôn. Đó là cái bề ngang của nó anh em nhá. Thì shop sẽ bán cho anh em một cái set 10 cây như thế này, nó nặng khoảng tầm 1 kg rưỡi thôi anh em. Lúc trước là bán 220 ngàn một cây 1 kg đó, mà hàng này đẹp. Lần này anh em mua combo một set này nhá, 1 kg rưỡi nhá. Là 250 một set. Đó. Đó, giá rất là tốt cho anh em luôn. Tính ra chỉ có 25 ngàn một cây thôi. Đó, set này là 250 này. Có khoảng tầm chỗ này chắc là được khoảng tầm 5 đến 70 set cho anh em nhá. Shop mới về được một cái lô quạt tua bin phản lực siêu mạnh để cho anh em có thể chế máy hút bụi, thổi bụi hoặc anh em chế tản nhiệt. Rất là nhiều ứng dụng anh em nhá. Cái ưu điểm của nó là gì? Nó rất là nhỏ gọn nhưng mà nó rất mạnh. Đây. Kích thước rất là gọn luôn anh em nhá. Nó là dòng quạt đôi. Phía trước là một cái này, phía sau là một cái này. Đó, hai cái nó kết hợp với nhau nhá. Dây thì anh em về anh em cứ đấu đỏ đen thôi. Đó, quạt thì nó có tầm 6 dây thì anh em cứ lấy mỗi cứ dây đỏ với dây đỏ, dây đen với dây đen. Đỏ với đen là nó chạy nhá. Còn anh em nào mà dành thì có thể chế thêm điều tốc bằng những cái dây màu khác là màu điều tốc ạ. Ở đây mình không có, chỉ có hướng dẫn cho anh em đấu cho nó chạy thôi nhá. Đo kích thước cho anh em này. Hai cái thì nó cũng chỉ khác nhau về mẫu mã anh em nhé. 5 phần rưỡi. Nhưng mà công suất là giống nhau. 4 phân. Đây này. Nó đều là 12V. Và công suất của nó là 15W anh em nhé. Bé thế này mà 15W là nó tụ lực lại rất mạnh. Đây, hai cái đây. Đó. Tựa tựa như nhau. Đẹp chưa? Bây giờ thì báo giá cho anh em rồi sẽ test cho anh em luôn nhé. Thì shop bán combo một lần là hai cái như thế này. Với giá là 60 ngàn. Đó, như vậy để cho anh em đỡ lựa mỗi loại một cái luôn. Đó, một màu đỏ, một cái màu trắng, mỗi kiểu một cái là 60. Bây giờ mình sẽ vào mình hướng dẫn cho anh em và cho anh em xem sức mạnh của nó luôn nhá. Nó chạy 12V nhá. Đây này. Anh em cứ đấu dây đỏ vào cộng, dây đen vào trừ thôi, còn dây vàng, dây xanh thì anh em không quan tâm. Nếu muốn điều tốc thì mình đấu. Đây, bộ này là bộ chuyển điện từ 12V à 220 sang 12V nhá. Thì em không có đồ test, em dùng cái cục to này, chứ thực ra anh em chỉ cần cắm có cái cục 2A là nó chạy rồi. Cái cục này nó tới 16A lận, nó dư nhá. Rồi, test đi. Cắm rồi. Cầm quạt. Ê, nó thổi bên kia. Nó thổi bên này à? Đây. Nó ngược anh em nhé. Đấy, anh em thấy nó mạnh không? Thổi rất là mạnh luôn. Vù vù quá nha. Đó, thổi bay ra tận xa đây, cả 2 mét luôn nó vẫn còn thổi được kìa anh em kìa. Hơi đau đầu tí anh em nhá. Đó, cái này anh em về chế làm máy sấy tóc chạy bằng pin cũng được. Thổi không cần nhiệt cũng khô đầu, khô tóc này, sấy tay cũng ok luôn nhá. Rửa tay xong mình khò cho nó khô tay á. Cũng rất là hay. Mà giá lại rẻ nữa, hai cái 60. Tiếp theo thì hôm nay shop mới về được một lô bóng đèn trang trí cực kỳ đẹp luôn anh em nhá. Nó bằng nhựa trong suốt mà siêu bền luôn. Đây này, shop mới về được hơn 1.000 bóng. Có bán kèm dây đèn cho anh em luôn. Bóng này thì chuyên dùng để trang trí thôi anh em nhá. Nó không sáng đâu, nhìn không chói mắt. Đây này, đó anh em nhìn chip LED của nó, bóng LED nhá. Mà cái này nó đúc bằng bằng mica nhựa rất là cứng, đập bụp 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 không bể luôn, chứ không phải bằng thủy tinh nhá. Gõ thủ hẳn xuống đất cho anh em xem luôn. Đó, anh em thấy chưa? Đây, để chút nó gắn lên này, đập thoải mái luôn. Siêu bền. Để nó có 4 màu anh em nhá. Nó có rất nhiều màu. Xanh, đỏ, tím, vàng. Đây để mình gắn lên cái đuôi đèn mình test thử cho anh em luôn. Đây. Anh em nào có nhu cầu lấy luôn cái cọng dây đèn này về để trang trí cuối năm thì lấy luôn nhá. Còn anh em nào muốn mua riêng bóng thì shop bán bóng cho anh em. Đó, nhưng mà anh em nào mua kèm dây thì giá sẽ tốt hơn. Đó, đây. Dây thì shop về cái loại dây dài 10m. Dây này nó đúc liền nhá. Nó dài 10m và nó có tới 20 cái đuôi đèn. Mạnh xoáy thử một cái cho anh em xem. Đó, dây này chuyên trang trí quán cà phê sân vườn này. Bóng này xoáy vào vừa khít luôn. Đây, bật lên này. Anh em thấy chưa? Cực kỳ đẹp luôn này. Xanh này.
bao đập nhá. Cái này màu gì? Vàng à? Màu trắng. Đỏ này. Rồi. Màu tím. Đó, màu tím. Nói chung là nó sẽ có 4 5 màu, shop sẽ ra màu sắc là lộn xộn cho anh em. Có nhiều màu mình chơi nó mới đẹp. Đó. Hàng rất là đẹp luôn anh em nhá. Lung linh. Này ban đêm nó còn đẹp nữa, đây là quay ban ngày á. Rồi, ok, báo giá anh em đi. Anh em nào mà nhà có dây đèn rồi á thì anh em mua combo 20 bóng nhá. 20 bóng nhân với giá 7.000 một bóng là 140. 20 bóng nhiều màu giá 140.000. Đó, là anh em sẽ có 20 cái bóng ở trong hộp như thế này. Nhiều màu nhá. Còn anh em nào mua thêm cái cọng dây đèn này á thì cái cọng dây đèn này cũng là giá là 140.000 luôn. Đây này, cọng cái này này, mở một bịch cho anh em xem. 20 đuôi, dài 10 mét. Dây đúc liền nha, rất là đây, có sẵn chui rồi. Anh em cứ mua về là cắm thôi, cắm là trang trí, treo lên trang trí thôi. Cái này đó, anh em nối được hai dây lại với nhau. Nối được mà. Đây này. Đó, dây dài sọc, dài 10 mét nhá, có 20 cái đuôi đèn. Đó, mua về là xài, gắn bóng là xài thôi. Hôm nay thì shop về cuộn rulo tưới cây anh em nhá. Test thực tế cho anh em luôn. Tại ở đây thì cái nước ở đây của mình nó hơi yếu, chứ anh em nào mà nhà nước máy mạnh mạnh á là xịt nó còn sướng hơn nữa nhá. Nhưng mà thôi cứ test cơ bản cho anh em xem thôi. Chủ yếu nó tiện lợi đây anh em nhỉ. Thấp xuống mạnh. Đó, nó nhiều chế độ lắm anh em ạ. Cái này là chế độ tăng áp này, nếu mà có nước mạnh là rửa xe được luôn đấy anh em nhá. Rồi tiếp. Nó rất là nhiều chế độ luôn. Đó, dùng để tưới kiểng, tưới cây, nước ra rất là mịn. Đó, 6 chế độ. Đó, anh em thấy chưa? Rồi, ok. Đây. Thì cái cuộn này á, mày bỏ cái súng đi, cho anh em xem cuộn mới tinh đi. Kéo dài ra là được 12 mét anh em nhá. Đây, anh em nhìn này. Kéo ra thử cho anh em xem đi. Đó, kéo dài sọc luôn. Rồi, anh em nhìn này. Dài sọc, này anh em thấy không? 12 mét, thu lại đi mày. Có rulo nhá, mình không xài nữa thì mình thu lại thôi. Đó, rất là gọn gàng luôn. Cái này anh em gắn lên tường thì nó sẽ cứng cao hơn nha. Đó, ok chưa? Đây là cái dây cấp nước vào thì người ta đã cho mình đầy đủ các loại rồi. Đây, khớp nối nhanh nha. Ren 21, gắn vào vòi nước là xài thôi. Rồi, ok. Cái dây này thì anh em giữ. Anh em giữ ra nhá. Dây cấp nước của nó này. Đó, dùng để tưới cây rất là ngon. Bắt lên tường gọn, không xài nữa thì mình thu gọn lại. Đây, khớp nối em đang bắn nó bắt vào vòi nước này. Tại xoáy nó chưa chặt nha anh em nhá. Đây, nước nó rất là yếu, nếu mà nước mạnh á là xịt rất là mạnh. Khớp nối nhanh. Rồi, ok. Giá của một cuộn rulo tưới cây chỉnh 6 chế độ này là bao nhiêu? 390.000. 390.000 một cuộn anh em nhé. Rồi, đầy đủ cho anh em về xài luôn. Đây anh em ơi, hôm nay thì shop về máy bơm hút xăng dầu, bơm nước anh em nhé. Con này nó rất là gọn luôn anh em. Đây này. Đó, anh em thấy cái hình mô phỏng không? Con này anh em sử dụng để bơm hút xăng dầu, hút chất lỏng, thay nước hồ cá, các thứ đều ok nha. Bơm tưới nước khẩn cấp cũng được. Bơm rất là nhỏ gọn luôn. Đây, vỏ bằng kim loại, cầm nặng tay anh em nhé. DC 12V đó. Nhỏ nhỏ là mình thả vô mấy cái phi xăng dầu được anh em nhé. Đó, hoặc là anh em thả vào trong các cái bồn nước, các thứ đó, anh em cần lấy nước ra ngoài. Con này đường kính của nó, mạch đo đường kính đi, anh em sẽ rất quan tâm này. Có nhiều anh em hỏi có thả vô cái miệng can được hay không á. Nhỏ xíu mà. 4 phân. Chưa đến 4 phân anh em nhé. 3 phần rưỡi. Đó, nếu miệng 4 phân này anh em đút vẫn được. Rồi, dây dài sọc. Có hai cái kẹp vào bình ắc quy. Ok chưa? Và một cái công tắc tắt mở. Đó. Cái ống này của nó thì nó ra cái ống khoảng 16 ly anh em nhé. Anh em về lấy ống mềm đút vào thôi. Giá thì lô này shop về thì chỉ có 130.000 một cái thôi. Đó. Máy bơm chìm mini 12V hút xăng dầu chất lỏng nhá, bơm nước thay nước hồ cá đều được. Nhỏ gọn nhá, bỏ cốp xe cũng vừa luôn.
Đây, test thực tế cho anh em luôn nhá. Anh em cứ kẹp bình vào cộng trừ đúng quy trình đã, xong mình mới bật công tắc nhá. Đây, thử cho anh em luôn này. Đó, anh em thấy chưa? Đó, ok chưa? Thấp, thấp ống bơm xuống mạnh. Đấy, chìm hẳn buồng xuống. Đây, áp của nó khá là mạnh anh em nhé. Anh em dẫn ống đi thoải mái đây này. Đó, ok chưa? Rồi, xong, tắt. Tiện lợi, nhỏ gọn. Rất là nhiều việc. Đây anh em ơi, hôm nay shop về thêm một cái mẫu kéo cắt cành mới anh em nhé. Mẫu này nhìn trông xịn sò hơn hẳn mẫu trước luôn anh em. Đây này, nó có cái quai gài này bằng thép này. Nó cán nhựa rất là dày. Mà cái quai này lợi hại nhá, chống chống bị gập lưỡi cưa. Đó, nó có cái khóa, anh em thấy không? Bẻ hẳn ra vậy, bẻ hẳn nó đã. Đây. Rồi, đây này anh em mình này, gài nó vào này. Đó, này, bây giờ là hết gập được rồi anh em nhá. Bây giờ là thành cái cưa gọi là siêu chắc luôn đó. Đó, cái này anh em lấy về cưa cây, cưa cành là tuyệt vời luôn. Rồi, thao tác gập lại cho anh em đi. Giá lại tốt nữa anh em. Đó, hôm nay về được hơn 100 cây anh em nhé. À, giá 40.000 một cây. Cưa tay. Gấp gọn. Đây anh em ơi, hôm nay thì lâu lắm rồi shop mới lại về hàng được cái đèn bàn kim đồng hồ anh em nhé. Hôm nay số lượng về không nhiều đâu. Số lượng rất là ít thôi, có mấy chục cái thôi. Là hết luôn nữa chứ không có về thêm nữa. Trong năm nay là cái mã này là hết rồi đó. Đây là lấy còn không đủ thùng luôn, còn nhiều bán nhiều. Con này đẹp lắm anh em ạ. Vừa là đèn bàn này, đọc sách này, vừa là có đồng hồ LED mà nó còn có pin tích điện luôn nha. Đây, hộp đóng gói rất là xịn, có thêm hai cái ống để anh em đựng đồ luôn này. Đó. Đẹp chưa? Hình như là con này phải cắm điện rồi đúng không? Nó có tích điện mà, nó có công tắc đằng sau không ta? Không, con này phải cắm điện trực tiếp 5V. Rồi, con này phải cắm điện rồi anh em ơi. Đây này, cắm điện và nó có đồng hồ luôn anh em nhé. Để đem ra đây test thử cho anh em. Mẫu này thì không có tích điện, nhưng mà nó rất đẹp anh em nhìn này. Đó, ok chưa? Rồi, để đem ra đây cắm cái nguồn điện 5V test cho anh em nhé. Đây anh em ơi, anh em cắm vào cái nguồn điện USB 5V nhá. Hoặc cục sạc điện thoại cũng được. Thì nó sẽ có đồng hồ này. Đó, các cái chế độ chỉnh đồng hồ thì ở đằng sau này á. Ở đằng sau này nó có các cái nút chỉnh này. Đó, anh em về anh em chỉnh nhá. Chỉnh giờ này, ngày tháng năm, báo nhiệt độ. Đó, còn đây là cái công tắc để anh em cảm ứng đèn này. Thử cho anh em ạ. Đó, ba màu nhá. Màu trung tính, màu vàng, màu trắng. Rồi, cái này thì chỉnh được này. Cái này thì chỉnh được xoay qua xoay lại. Đó, xoay qua xoay lại cho anh em xem ạ. Đó, chỉnh được xoay qua xoay lại. Rồi, ok. Rất là nhiều chức năng. Đẹp lắm anh em ạ. Đây, có đồng hồ LED. Để đầu giường, bàn làm việc là siêu đẹp luôn. Rồi, dư điện. Giá thì nó vẫn như ngày xưa anh em nhé. Là 220 đúng không? 220.000 cái. Hôm nay shop chỉ có khoảng tầm 20 mấy 30 cái thôi. Cuối năm rồi, anh em làm vài con máy hút bụi mini giá rẻ này về để vệ sinh nhà cửa đi anh em ơi. À đây, chỉ với 80.000 đồng là anh em đã có ngay một con máy hút bụi xài pin. Hút cho ô tô hoặc là anh em hút ở những cái góc hẹp nhà cửa đều ngon nhá. Mà con này lại là 2-in-1, vừa hút vừa thổi luôn. Đây, mở đi. Kèm theo đầy đủ. Đầy đủ phụ kiện anh em nhé, sử dụng pin sạc, sạc đi sạc lại nhiều lần. Đây, máy thì nhỏ gọn. Anh em hút nhu cầu không cần quá cao thì nó sẽ rất là tiện bởi vì nó không bị mỏi tay. Máy lớn thì nó mạnh rồi đó, nhưng máy nhỏ thì nó cũng có nhiều tác dụng. Nhỏ thì làm việc nhỏ thôi. Đây, anh em thao tác đúng như vậy nhá. Lắp phụ kiện rồi đi mọi người. Chổi để trà kẽ này. Rồi, hút thử cho anh em luôn đây. Hút cái kẽ cho anh em xem. Được không? Đó, khá là ok. Rồi, vậy là được rồi. Đó, cái này mình sử dụng để mình vệ sinh ở những cái
góc hẹp này, kẽ cửa sổ này, bàn phím máy tính này, ngóc ngách trên xe hơi này, quá ngon luôn. Rồi thổi thử cho anh em cái. Thổi nhá, đây gắn cái này vào. Đó, chưa kín. Rồi, ok. Rồi, em thấy không? Rồi, ok. Đó, vừa hút vừa thổi, chỗ nào hút không được thì mình thổi. Quá tiện luôn. Ok anh em. 80 ngàn thôi anh em nhá. Thì một bộ máy hút bụi sạc bằng cục sạc điện thoại luôn anh em nhá. Công tắc điều khiển từ xa về rồi đây. Bản này bán rất là chạy luôn anh em nhá, bởi vì giá nó rẻ và dùng rất là tốt luôn. Con này thì tầm xa của nó là 100m. Anh em về nếu mà không hiểu cách đấu nối thì anh em cứ mở cái giấy hướng dẫn sử dụng này ra anh em xem nhá. Thực ra thì nó đơn giản lắm. Nó chỉ có 2 dây input là 2 dây vào này, output là 2 dây ra này. Sau đó là mình dùng remote mình bấm nó chạy. Ứng dụng là dùng để tắt mở các loại máy bơm nước này, máy rửa xe này. Đó, nhiều khi mình lại gần cái máy rửa xe thì mình sợ nguy cơ bị rò điện, thì anh em đứng từ xa. Ví dụ anh em đang trên thang, trên công trình chẳng hạn, anh em bấm tắt hoặc là mở máy để mình xịt rửa nhá. Ngoài ra thì anh em cũng có thể sử dụng để tắt mở các hệ thống đèn chiếu sáng này, cửa cuốn này. Nói chung là tất cả các loại thiết bị điện đều tắt mở từ xa được anh em nhé. Đó, mà với giá chỉ có 90.000 đồng trên một bộ thôi. Con này nó tải được để cho anh em xem thông số của nó luôn cho nó. Con này nó tải được hình như là 2000W. Theo trí nhớ của mình thì được 2000W anh em nhé. Đó, 2000W là anh em cũng xài máy bơm hai ngựa ok luôn. Đó, còn ở đây thông số thì không thấy nó ghi. Đây, em test con công tắc điều khiển từ xa cho anh em xem nhá. Đây, em đã đấu điện sẵn cho anh em xem đây. Hai cái dây này thì em đấu vào một cái phích cắm để em cắm vào nguồn điện. Hai dây output thì em đấu vào con máy bơm hơi kia. Đó, tổng có 4 dây thôi. Giờ tắt mở từ xa này. Off là tắt anh em nhá. Đây, on là mở. Đó, tầm xa 100m, dùng thoải mái luôn anh em nhé. Chịu tải tốt, móc khóa đẹp. Ok chưa? Bóng đèn nhà xưởng hôm nay shop lại tiếp tục có hàng anh em ơi. Một trong số những sản phẩm được anh em rất là đánh giá rất là tốt luôn anh em nhé. Con này nó tản nhiệt nhôm. Anh em nhìn này. Đó, ánh sáng trắng nha. Có hai loại 50W và 100W đuôi E27. Đó, rất là nhiều những cái tiêu chuẩn xịn được chứng nhận. Và chỉ cần anh em nhìn cái dàn tản nhiệt bằng nhôm của nó thôi là mình đã thấy cái độ uy tín của nó rồi. Mặt phía trước này thì bằng mica chứ không phải bằng kính anh em nhé. Nên là nó sẽ không sợ bị bể vỡ. Rồi, mày khui ra cho anh em xem đi. Con này shop đang xài rất là ổn định luôn. Chút nó cho anh em xem. Đây, anh em nhìn này, bóng đèn siêu đẹp luôn nhá. Không cần mua thêm chóa, con này nó tiện là cái đó, đuôi này. Đuôi thì cứ đuôi phổ thông mà gắn nó là xài thôi. Nhựa nó làm nhìn cũng rất là chất lượng. Rồi lấy thước đo cho anh em cái đi. 28 là con 100W nhá, con này 100W đường kính 28. Còn con 50W này đường kính 24. Là 24. Đó. Rồi. Cho anh em xem video test luôn này, test thì ở đây shop có gắn sẵn lên cho anh em xem này. Đó, ở đây mình đang xài hai con này đều là 50W hết anh em nhé. Đó, mà nó đã sáng cỡ này rồi anh em thấy không. Anh em lấy con 100W này về thì nó sẽ sáng hơn nữa. Ánh sáng đang quay video cho anh em luôn đó. Rồi báo giá anh em đi. 50W là giá 130 anh em nhé. Hàng ngon, giá hợp lý. 100W là giá 190. Rồi, quay cái đó ra cho anh em chụp màn hình. Ok chưa? Đây anh em ơi, hôm nay thì shop tiếp tục về hàng pin sạc phục vụ anh em nhé. Đó, pin 3A. Nguyên vỉ luôn. Đó. Một vỉ này mình bán bao nhiêu tiền đây? 30.000 một vỉ. Chỉ có 30.000 một vỉ thôi anh em nhé. Mà có thể sạc đi sạc lại được nhiều lần. Đó, pin này thì pin nhỏ anh em nhé. 3A.
nó chuyên sử dụng để anh em gắn cho các loại điều khiển từ xa này, máy đo nhiệt độ này, đó, một số dòng các cái thiết bị như là rất là nhiều ứng dụng, có một số loại đồng hồ dùng pin này luôn. Đó, nói chung là pin này thì nó phổ thông lắm rồi anh em ạ, nhưng mà nó là dòng sạc đi sạc lại, tái sử dụng anh em nhé. Đó, ví dụ như mình dùng hết thì mình tháo ra mình sạc thôi. Đây, tính ra là mua một lần nhưng mà xài đi xài lại được rất là lâu. Đây bộ sạc của nó đây anh em. Bộ sạc này thì sạc một lần là được 4 viên luôn anh em nhé. Đó, thì shop bán là pin là 30 ngàn một vỉ này, còn sạc là 95 ngàn một bộ. Đó, anh em lấy về xài các cái thiết bị gia dụng quá ok luôn. Hôm nay thì shop về được một cái lô ghế xếp hàng nội địa Nhật anh em nhé. Nói chung lô này thì nó rất là ít, nên là em nghĩ là nó sẽ bay lô rất là nhanh. Hàng nó làm bằng chất liệu của nó là bằng thép không rỉ anh em nhé, vẫn hít nam châm, nhưng mà cạo thử cái lớp xi bóng ra thì nó vẫn là bóng ở bên trong. Nên là em nghĩ cái này nó là một dòng inox mà kiểu pha anh em. Đó, hàng cực kỳ chất lượng luôn, nội địa Nhật anh em nhé. Đây này, anh em nhìn nó làm này, không một tí ba via, lưng bằng thép, khung inox thì siêu dày. Đây, để cho anh em xem cái độ dày của nó này. Ba cái ống này nó phải dày 1.5 ly anh em nhé, chứ không phải như mấy cái hàng chợ ngoài thị trường cầm nó nặng trịch luôn, gấp lên gấp xuống nhẹ nhàng. Ngon chưa? Đó, đây mình quay một vòng cho anh em xem. Nó có hai màu anh em nhá, hai màu, màu nâu và màu xanh dương. Nói chung là em sẽ giao, anh em lấy thì em sẽ giao cho anh em một màu thôi. Đo kích thước sơ qua cho anh em đi mọi người. Hôm nay được về được có 30 mấy cái à, chia sẻ cho anh em mỗi người vài cái. Mặt ghế 36 vuông. Rồi, ok. Chiều cao? Cao là 40. Ừ. Chiều cao tổng là 75. Nói chung con này anh em lấy về làm ghế ăn á, thì sẽ hơi thấp nhá. Nên là anh em nào muốn lấy về làm ghế ăn á, thì anh em phải đặt thêm một cái bàn riêng. Còn anh em nào mà xài, ví dụ mình có thể lấy vài cái mình đem đi du lịch dã ngoại, ngồi ngoài sân vườn cà phê cà pháo, câu cá câu cua đều ok anh em nhá. Rồi, à, cái kiểu nó khác nhau chút anh em nhá. Anh em thấy không? Con màu nâu á thì hai cái chân phía trước của nó là dạng như là hai cái đế cao su kìa. Còn con màu xanh này á thì nó là cái dạng mà nó không có ấy. Đây này. Đó, anh em nhìn thấy hai kiểu chân nó khác nhau chưa? Còn lại chiều cao là giống nhau nhá. Mạnh đưa hai cái vào cho anh em xem, chiều cao nó cũng tương đương nhau. Ống inox cũng kích thước của nó cũng khá là tương đối giống nhau anh em nhá. Đó, rồi. Thì shop sẽ giao cho anh em là, ê, con này nó cao hơn chút đúng không? Con màu nâu này nó cao hơn chút xíu anh em nhé, nó cao hơn cái lưng thôi à. Đó, thì cái con màu nâu này á, nó cao hơn à. Vậy thì tính riêng con màu nâu này giá cao hơn chút đi, để cho nó công bằng cho anh em. Rồi, Mạnh ghi thẳng lên cái phần lưng ghế đi Mạnh ơi. Rồi, ghi lưng ghế. Cái ghế xếp màu nâu này là giá là 520 ngàn một cái. Rồi, còn cái con ghế xếp mà màu xanh này á thì giá của nó là 460. Ok chưa? 460 mày, sao ghi 46? 460. Giá này là tại kho anh em nhá. Đó, số lượng mình không có nhiều đâu. Anh em nào chốt thì liên hệ. Shop sẽ báo phí vận chuyển cho anh em. Con này nó nặng. Báo cân nặng được. Con này nặng không? Nặng khoảng tầm cỡ 7-8 kg nhỉ. 6 kg. Rồi, nói chung là nó rất là nặng anh em nhé, hàng dày nặng chứ cũng không cần số ký chính xác đâu. Anh em lấy bộ đèn thờ về để xài dịp cuối năm đi anh em ơi. Hôm nay shop mới về thêm được vài thùng, thanh lý giá rẻ. Một cặp luôn anh em nhé. Đó, mới nguyên như thế này. Hình bông sen rất đẹp, cắm điện và xài luôn. Công suất nhỏ. Giá bao nhiêu? 250 đúng không? 250. Rồi, hôm nay thì giảm cho anh em đi, 230.000 bộ đèn thờ. Đó, hàng thì nó làm bằng một số chi tiết thì bằng nhựa, một số chi tiết thì bằng thủy tinh anh em nhé. Đó, rất đẹp. Đó, anh em thấy không? Đẹp cực kỳ luôn, đèn ở đây nhá. Sau này bóng đèn hỏng anh em có thể thay bóng khác. Nó hắt sáng lên nguyên cái bông sen, nhìn trông rất là đẹp luôn anh em nhé. Trang trọng, rồi tắt điện đi mẹ cho anh em xem. Ừ, rồi kích thước thì cũng khá lớn anh em ơi. Đây, mình đo sơ qua cho anh em không? Đo chiều cao được rồi, đo chiều cao cho anh em đi.
cao 23 lại. 23 phân nhá, nó cũng hàng lớn đấy anh em ạ. Giá 230.000 là một cặp anh em nhá. Nó tính ra thì cũng rất là rẻ luôn. 230.000 một hộp luôn đó. Đây anh em ơi, hôm nay thì shop lại tiếp tục có hàng led thanh nhôm 12V cho anh em trang trí đi rồi. Con này anh em lấy về trang trí tủ trưng bày sản phẩm này, thắp sáng hắt đèn cầu thang này, hoặc là làm led hắt thạch cao cũng rất đẹp anh em nhé. Hoặc là đơn giản thôi anh em, làm đèn chiếu sáng cũng đã đẹp rồi. Nó sử dụng nguồn điện là 12V, rất an toàn. Đó, gắn xe gắn cộ đều được anh em nhé. Đây là dòng led bi cầu, mạnh cắt một con ra cho anh em xem cái chất lượng. Dài một cây này là tầm 1m anh em nhé. Mà một bộ này là nó đã nối sẵn cho anh em là 20 thanh rồi. Tức là anh em mua một lần về là anh em sẽ có luôn 20m. Đó. Chip led bi cầu cực kỳ chất lượng. Đó, lô những cái dòng led này thì shop về lô nào là hết hàng lô đó. Vì đây là những cái lô hàng thanh lý anh em nhé, chứ không phải là bán giá mới. Giá thanh lý rất rẻ đây này. Anh em nhìn cái chất lượng của cái con led này. Đây. Nó đúc hết bên trong rồi. Đó, và cắt được nhá. Ví dụ anh em muốn xài một thanh, anh em cắt dây ra. Đây là dòng led module, nó rất dễ cắt. Đó, còn người ta đã hàn sẵn cho anh em 20 thanh vào với nhau rồi đó. Đó. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, anh em thấy không? Tổng một bó này là 20 thanh. Đó, bây giờ mình sẽ test luôn một bó cho anh em xem nhá. Cái này xài bình hoặc xài nguồn nhá. Anh em xài nguồn thì mua nguồn về xài thôi. Đổi dây. Không sáng thì đổi dây, nó không có vấn đề gì đâu. Đó, sáng rực. Anh em thấy chưa? Đó. Đây là ban ngày nhá, nếu ban đêm thì nó rất sáng. Rồi rút đi anh em. Rồi. Bán cho anh em một lần là một bó luôn. 20 thanh, tức là 20 mét. Giá chỉ có 180. Tức là tương đương với một cây này nó chỉ có 9.000 thôi anh em nhá. Đó, mà 12V. Mạnh lấy mấy bộ nguồn ở đây cho anh em. Anh em nào thích 220 thì cung cấp cho anh em bộ nguồn luôn. Đấy, lấy một bộ thôi. Không, trên kìa. Có cả nguồn này, có lô nguồn đẹp. Đây kìa đó. Power supply không? Nhìn tay em chỉ kìa. Trên cái thùng không, dưới. Cạnh cây thang bên tay trái, nhìn tay em chỉ kìa. Đấy, đúng rồi. Anh em chờ xíu nhá, mình đang lấy nguồn cho anh em. Đây, anh em nào muốn lên 220 để chạy cái bó led này thì anh em chỉ cần lấy một cục này thôi. Một cục này là anh em phải chạy được hai bó nhá. Anh em chạy một bó thì nó càng an toàn. Đây là nguồn xịn này. Nguồn này thì shop về được có vài chục bộ thôi. Để bán chia sẻ cho anh em. Đây. Xịn chưa? Nguồn siêu mỏng tản nhiệt nhôm nhá. Thì nguồn này á, là nó là 200W. Khuyến cáo anh em thôi, anh em cứ chạy một bó một cục đi cho nó an toàn. Đừng chạy hai bó nhá. Chạy hai bó coi chừng hư nguồn. Chạy một bó là dư sức rồi. 12V 16,7A. Tản nhiệt nhôm siêu mỏng. Đó, nguồn này thì shop bán cho anh em với giá là 120 một cục. Anh em ra ngoài thị trường mà mua nguồn xịn này là 200.000 đó. 120 giá rất rẻ luôn. Mới 100% nhé, trong hộp như thế. Anh em mua dàn phun viên về chơi Tết đi. Đây, hôm nay thì shop về được vài chục bộ. Hàng hóa có giấy tờ đầy đủ anh em nhé. Pháo hoa của Bộ Quốc phòng. Đây này. Giấy tờ hóa đơn đầy đủ. Nói chung là anh em mua về thì sẽ kèm hóa đơn bán lẻ cho anh em chơi yên tâm nhé. Hàng được cấp phép sử dụng. Đây, thì hôm nay shop về hai loại nhé. Một cái dàn phun này là anh em sẽ bắn được khoảng 24 viên. Đó, dàn phun viên. Đó thì nó có hai loại anh em nhé. Cái dàn phun viên mà bản thường này này thì giá là 340 một dàn. Nó giá rất là tốt luôn. Giá 340 nhá. Chút nữa thì mình sẽ có cái video test thực tế. Đó. Đây. À, đây cái thảo ở đây. Để này, dòng sôi xem đi. Dạ. Vậy là chồng cho đây. Thế này. Ai à, đẹp không? Ai đẹp. Ai à. Bên nhà cung cấp đã gửi video test cho mình rồi anh em nhé. Tại cái này giá trị nó cũng ấy. Mà nếu test lên một cái quay cho anh em thì nó cũng hơi phí.
nên là lấy video của nhà cung cấp luôn. Nó cũng là thực tế thôi. Dàn phun viên loại thường là 340 thì nó phun giống như là, để chút nữa cho anh em xem đi test, video test nó dễ hình dung hơn. Còn cái dàn nhấp nháy này thì giá nó cao hơn chút anh em nhé. Dàn nhấp nháy này thì cái hiệu ứng nó đẹp hơn. Cái dàn này thì giá của nó là 450. 450. Đó. Hàng hóa giao về cho anh em thì có kèm theo hóa đơn bán lẻ luôn anh em nhé. Hôm nay thanh lý cho anh em xe lưng điện nhá. Sạc bình đầy đủ rồi. Con này tải 2 tấn anh em nhá. Mấy người thì nhằm nhò gì đâu. Mạnh lên mạnh. Lùi đi. Tiến lùi ok anh em nhá. Động cơ 800W. Bình của nó khá là cầm anh em nhá. Đó, anh em thấy không? Re quay đầu cho anh em xem cơ cấu quay đầu đi mày. Đấy đúng rồi. Lấy vậy đi. Re chứ. Đúng rồi. Rồi, lấy hết lái bên kia. Rồi, giật đi. Đó, ok chưa? Con này bữa giờ test được khoảng sạc pin chạy được 3 ngày chưa hết anh em nhé. Đó chứng tỏ là cái bình này của nó còn xài ok. Đó hôm nay thanh lý cho anh em. Đó con này thì nó chuyên sử dụng để lâng 3 led. Anh em có thể về anh em độ cho nó độ thêm. Đó. Cơ cấu nâng của nó thì nâng bằng tay anh em nhé. Và nó nâng lên tối đa là được khoảng 20cm. Đó, hôm nay cuối năm thanh lý cho anh em luôn. Rồi. Ok chưa? Đó. Đó con động cơ của nó anh em nhìn này. Con động cơ này của nó là 800W nhá. Đó hàng nội địa Nhật. Đây, ở đây nó ghi là tải trọng là 2000 kg. Đó, có còi luôn, mình bóp còi anh em xem. Đó ngoại trừ tình trạng là cái bộ điều khiển này của nó bị bể vỡ nhưng mà vẫn hoạt động tốt nhá. Lái vẫn hoạt động tốt, bình thường nó bể vỡ cái phần vỏ nhựa thôi. Còn lại máy móc thì nguyên zin anh em nhé. Bình zin luôn. Đó, anh em thấy chưa? Đây, các cái dàn hệ thống khung sắt của nó anh em nhìn này. Siêu dày luôn, tải 2 tấn hàng cơ mà. Hạ 3 lết xuống mạnh. Cái này chuyên dùng để nâng 3 lết thôi anh em nhé, chứ không phải nâng cao. Đó, ví dụ anh em khênh cái 3 lết hàng nặng lên rồi anh em di chuyển nó ở trong nhà xưởng đó, là ok rồi. Bên ngoài thì nó bị chầy sơn anh em nhé. Nhưng mà bên trong nội thất còn rất đẹp. Mở cho anh em xem đi. Đây, anh em nhìn này. Đó, bên trong ở dưới này là hệ thống hai cái bình điện của nó ở dưới nhá. Đây là bộ sạc bình này. Đó. Dây điện cái thứ bên trong này còn rất đẹp luôn. Đó cái này thì anh em lưu ý là bộ sạc bình này của nó thì sẽ xài 110V nhá. Xài 100V. Của Nhật zin mà. Đó nó chuyển qua, sau đó nó chuyển qua 24V này anh em này. Cái motor này là 24V nhá. 24V 800W. Đó. Rồi. Anh em nào mà nhà xưởng rộng lấy con này về di chuyển 3 lết hàng nặng, chở motor, chở những cái bao hàng nặng hàng tấn á, thì anh em lấy con này về để mình di chuyển ở trong 3 lết. Thay vì mình dùng sức người mình kéo không nổi á, thì con này nó chạy bằng điện nhá. Mạnh thử kéo cho anh em xem nào. Bình thường mà không có điện á, là anh em không kéo được đâu nhá. Mạnh thử tắt công tắc điện để kéo cho anh em. Đó anh em thấy không? Bản thân con xe này không thôi á, là nó đã nặng trên 300kg rồi. Và không bật công tắc điện lên, không cho motor chạy là không thể kéo được luôn, không nhúc nhích luôn. Đó cái hàng này thì mình sẽ ưu tiên cho anh em nào ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các cái tỉnh lân cận thôi nhá. Thì sẽ mới vận chuyển được. Đó con này thì không thể nào mà gửi bưu điện được rồi. Giá thì shop sẽ thanh lý cho anh em là con xe nâng điện như thế này là 9,5 triệu anh em nhá. Đó anh em nào có nhu cầu thì liên hệ shop, bình thì còn xài được. Rồi video hôm nay thì shop cũng sẽ tạm dừng ở đây luôn anh em nhá. Anh em có nhu cầu mua những cái sản phẩm ngày hôm nay thì liên hệ shop theo hai số điện thoại ở phía bên phải màn hình.
và một số sản phẩm thì cũng có đường link ở bên Shopee cho anh em nào có nhu cầu nhé.